Khi quý vị và các bạn đang gặp phải những tình trạng ví dụ như là mệt mỏi, mất ngủ hoặc là chúng ta cảm thấy đau đầu, táo bón và da dễ sạm nám dành cho những đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người lớn tuổi bên trong chính không gian sống gia đình của mình hoặc là những người bị bạc tóc khiến cho không tự tin về ngoại hình. Với những cái làn da sạm nám, đặc biệt là chị em phụ nữ cũng cảm thấy mất tự tin về ngoại hình và cả nhà chúng ta đang muốn tìm kiếm một dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để có thể cải thiện được những tình trạng trên. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho cô các bạn là viên hà thủ ô 5 trong 1 của thương hiệu Xuân Nguyên quý vị và các bạn nha. Và từ đó chúng ta có thể sử dụng đều đặn mỗi ngày với những thành phần từ thiên nhiên như là hà thủ ô đỏ 50%, đậu đen nè, đại táo nè, ngưu tất và ngay cả mật ong rừng sẽ giúp cải thiện được tình trạng râu tóc bạc sớm, giúp bổ thận, hỗ trợ điều hòa khí huyết để từ đó chúng ta có thể yên tâm sử dụng đều đặn mỗi ngày, cải thiện được tình trạng râu tóc và cũng như cơ thể sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn, giấc ngủ sẽ ngon hơn và từ đó những lợi ích cho sức khỏe từ hà thủ ô đỏ để giúp cho cô các bạn là chúng ta cảm thấy là đen râu tóc trở lại. Dịch khiết trong hà thủ ô sẽ làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, giúp tóc giữ được màu sậm đen một cách lâu dài, da dẻ sẽ trở nên hồng hào hơn. Từ đó hà thủ ô đỏ sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của hồng cầu, hỗ trợ điều hòa khí huyết, từ đó giúp da hồng hào và khỏe mạnh hoặc là tăng cường hệ miễn dịch nữa quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng tôi đang áp dụng cho cô các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian phát sóng chương trình này, 649.000 đồng combo 3 hộp viên hà thủ ô Xuân Nguyên 5 trong 1, 250g mỗi hộp quý vị nha. Số lượng nhiều, thời gian sử dụng lâu dài, hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Thưa quý vị, như tất cả quý vị cũng đã thấy được những lợi ích sức khỏe từ hà thủ ô đỏ, một phương thuốc dân gian được truyền lại từ lâu đời quý vị nha. Đầu tiên đó chính là đen râu tóc, bởi vì những cái dịch chiết ở trong hà thủ ô giúp làm chậm đi cái quá trình thoái hóa của tế bào, giúp cho màu tóc của chúng ta giữ được cái màu sậm đen lâu dài hơn. Và thực tế cho thấy là nhiều người khi dùng một thời gian dài đều đặn có thể thấy tóc của mình từ màu xám chuyển dần sang màu sậm hơn, từ đó mang đến sự tự tin dù chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi. Ngoài ra còn giúp cho làn da của mình thêm hồng hào nữa. Hà thủ ô thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của hồng cầu, từ đó hỗ trợ điều hòa khí huyết lưu thông tốt hơn và giúp cho làn da của chúng ta hồng hào và khỏe mạnh. Đặc biệt là đối với phụ nữ thì loại cây này còn giúp chữa bệnh thiếu máu, rối loạn kinh nguyệt và cải thiện một số triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh rất phổ biến quý vị ạ, và còn giúp cải thiện tuần hoàn não, bên cạnh đó là còn tăng cường chức năng miễn dịch nữa. Với combo 3 hộp viên hà thủ ô của thương hiệu Xuân Nguyên với mức giá chỉ 649.000 đồng, 3 hộp được nhận tặng thêm 1 hộp cùng loại, được nhận tặng thêm 2 chai mật ong hoa nhãn với mỗi chai là 70ml nữa, nên sử dụng đều đặn mỗi ngày để có được hiệu quả tốt nhất. Và với bộ sản phẩm ngày hôm nay, quý vị sẽ thấy ngay là từng viên hà thủ ô 5 trong 1 đến từ thương hiệu quen thuộc là thương hiệu Xuân Nguyên quý vị ạ. Đây là sự kết hợp hoàn hảo từ 5 loại nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, mà đặc biệt nổi bật trong đó là hà thủ ô với hàm lượng lên đến là 50% quý vị ơi, lại còn kết hợp cùng với những cái loại dược liệu từ thiên nhiên bao gồm là đậu đen, đại táo, ngưu tất và cả mật ong rừng nữa. Những thành phần này kết hợp lại cùng với nhau trong viên hà thủ ô 5 trong 1 ngày hôm nay, khi mà chúng ta sử dụng đều đặn giúp cải thiện tình trạng râu tóc bạc sớm đang ngày càng phổ biến hiện nay, còn giúp bổ thận, hỗ trợ điều hòa khí huyết lưu thông tốt hơn nữa. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Viên hà thủ ô 5 trong 1 Xuân Nguyên phù hợp sử dụng với các đối tượng như là người bị bạc râu tóc khiến cho không tự tin về ngoại hình, tốn thời gian nhuộm tóc, nhổ tóc bạc thường xuyên gây tổn thương nàng tóc, hay là người bị khí huyết không đều, cơ thể thường mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, táo bón, da dẻ sạm nám. Đặt hàng ngay combo 3 hộp viên hà thủ ô 5 trong 1 Xuân Nguyên, được tặng thêm một hộp cùng loại và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Thưa quý vị, ngay từ những phút đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, quý vị cũng đã thấy những hình ảnh mà Trinh phải nói là vừa quen thuộc mà vừa phổ biến đó anh Trí. Tức là do cuộc sống, do áp lực công việc ngày càng nhiều hơn, chúng ta thấy rằng là cái tình trạng mà tóc của mình nó bị bạc sớm không phải là khi chúng ta lớn tuổi như là mình thấy là ở cái mái tóc bạc điểm sương ở ông bà cha mẹ của mình, mà ngay cả những người trẻ tuổi, thậm chí là cả những bạn học sinh sinh viên, như là quý vị cũng đã nghe rất là nhiều câu chuyện hiện nay, mọi người thấy là ôi dạo này tại sao là tóc mình nó bạc sớm hơn như vậy, khiến cho mình không có cảm thấy tự tin luôn đó anh Trí. Đặc biệt là cả ở phụ nữ hay là những đấng mày râu mà chúng ta thường
thường xuyên phải đi giao tiếp, gặp gỡ bên ngoài trong khi độ tuổi của chúng ta còn trẻ quý vị nhé. Hoặc là đã bao lâu rồi quý vị nhận thấy là làn da của mình tại sao nó không được nhuận sắc như trước đây, nó sạm đi, nó không được hồng hào và mình cũng cảm thấy là cơ thể của mình nó suy nhược kéo dài, nó dễ mệt mỏi hơn và mỗi ngày mình thức dậy thì không có được nhiều cái niềm vui cũng như là sự phấn chấn trong việc là chúng ta tái tạo năng lượng để chuẩn bị cho một ngày hôm sau với rất nhiều những cái hoạt động và công việc khác nhau. Những lúc như vậy thì thực sự là chính trong bản thân của chúng ta, trong cơ thể của mình cũng đã có những cái dấu hiệu về suy nhược cơ thể và sức đề kháng của chúng ta cũng như là hệ miễn dịch đang dần bị giảm đi theo thời gian quý vị nha. Và câu chuyện mà chúng tôi đang chia sẻ với quý vị ngày hôm nay là một cái phương pháp từ dân gian mà trước giờ bản thân của Trinh đó, anh Trí cũng được nghe ba mình nói từ rất là lâu rồi, là ngày xưa rất là hay mua và tìm kiếm dòng sản phẩm mà chiết xuất từ hà thủ ô để mà nấu lên ngay tại nhà của mình nè, rồi dành đến cho ông nội của mình uống để cái mái tóc đen hơn, rồi ba của mình uống để mà giúp cho cái việc là lão hóa nó bị giảm đi theo thời gian. Còn bây giờ thì sẽ có một cái cách khác hơn cho quý vị, nó tiết kiệm thời gian nè, nó an toàn hơn nè, nó hiệu quả hơn và dễ dàng sử dụng đều đặn hàng ngày cho quý vị hơn. Khi chúng ta cùng đến với thương hiệu Xuân Nguyên quý vị nhé, với dòng sản phẩm đó chính là những viên hà thủ ô đỏ 5 trong 1. Tức là sao ạ? Là ngoài hà thủ ô ra nó còn kết hợp thêm những thành phần khác từ thiên nhiên, công dụng nổi bật giúp chúng ta là duy trì được cái màu tóc của mình vừa đen nè, vừa sậm màu. Bên cạnh đó là còn giúp cho cơ thể của chúng ta tăng sức đề kháng đó quý vị. Đây là một dòng sản phẩm đến từ tập đoàn Xuân Nguyên, một thương hiệu trở nên rất là quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt Nam và nay đã có mặt trên kênh mua sắm VTV Hình Đàm Shopping với những cái viên hà thủ ô 5 trong 1 có 5 thành phần trong mỗi một viên như thế này quý vị và các bạn nha. Và tất cả những thành phần trên đều chiết xuất từ thiên nhiên. Đúng cho nên rồi. Là chúng ta hoàn toàn yên tâm để mà quý vị và các bạn sử dụng lâu dài. Chúng tôi luôn nhấn mạnh sử dụng lâu dài bởi vì sao? Đây là một dòng sản phẩm để có thể nói là mình sử dụng để mà mình sử dụng nhiều, mình sử dụng với thời gian lâu dài thì chúng ta mới cảm nhận được cái công dụng mà sản phẩm này mang lại. Đặc biệt là trong gia đình của chúng ta có nhiều đối tượng khác nhau và một trong những cái yếu tố mà cơ bản khi mà Minh Trí đã có một cái thời gian đập làm quen với những cái dòng sản phẩm của Đông y á Tú Trinh nè, thì làn da và mái tóc là một trong những yếu tố mà bên Đông y người ta rất là quan tâm. Đúng khi rồi. Mà có thể nhận diện một người là đang khỏe mạnh rồi, hay khỏe là đang không? Có vấn đề về sức khỏe. Đầu tiên là quý vị các bạn có thể quan sát là tóc của mình sao dạo này bị khô nè, bị sơ, bị gãy rụng, mình có ăn thiếu chất hay không, mình có phải đang sử dụng một cái loại dầu gội mà nó không tốt cho tóc hay không, hay là làn da của chúng ta đang bị khô sạm, làn da chúng ta hay bị nổi mụn, thì chúng ta nên quan tâm là mình có xài sữa rửa mặt có hiệu quả hay không, mình có nên đổ cái sữa rửa mặt khác hay không. Nhưng mà đó chỉ là những cái yếu tố ở bên ngoài thôi. Nhưng mà ít khi nào mà quý vị các bạn quan tâm đó là yếu tố ở bên trong. Yếu tố ở bên trong đó chính là gì? Đối với bên Đông y thì người ta đang quan sát đó là cái phần máu huyết của chúng ta nó không có bị đều, không có đều nè. Hay là bên trong mà mình hay gọi là tóc bạc sớm là do máu xấu á, thì chúng ta đang quan tâm là tìm kiếm một cái dòng sản phẩm nào đó mà chiết xuất từ thiên nhiên mà phải giúp cho chúng ta cảm thấy là cải thiện được cái làn da của chúng ta hồng hào hơn, hay là mình cảm nhận được cái mái tóc chúng ta sẽ đen hơn nè, không có tình trạng là rất là trẻ tuổi nhưng mà tóc đã bạc sớm rồi. Không phải là bạc lấm chấm đâu. Minh Trí đã quan sát có rất là nhiều người bạn của mình, mặc dù là tầm trẻ thôi, khoảng 20 mấy 30 tuổi, nhưng mà cái phần chân tóc nó đã bạc hết. Một cái chỏm đầu ở trên đây nè, thì mình cảm thấy rất là lo sợ. Tuy nhiên là mình nghe nói là cái phần máu xấu, nhưng mà thật ra là ở bên trong cái phần khí huyết của mình nó không có được tốt lắm. Chúng ta đang quan tâm và một trong những cái dòng sản phẩm đó chính là hà thủ ô quý vị nha. Nhưng mà bây giờ giống như Tú Trinh đã chia sẻ thì chúng ta không cần phải là mua hà thủ ô về mình nấu nè, hay là mình tốn nhiều thời gian nữa, mà tập đoàn Xuân Nguyên đã cho ra đời một dòng sản phẩm đó là viên hà thủ ô 5 trong 1, để từ đó chúng ta có thể sử dụng lâu dài. Và không những là có hà thủ ô mà mình có nhiều thành phần khác nữa Tú Trinh ha. Đúng rồi, bởi vì hà thủ ô đỏ thì quý vị biết rằng nó có tác dụng, nó chỉ là giúp lưu thông khí huyết tốt hơn nha quý vị. Và từ đó giúp cho cái phần râu của mình, là cái phần tóc của mình nó chuyển dần từ cái màu xám bạc, nó chuyển sang cái màu đen sậm hơn. Và bên cạnh đó thì kết hợp cùng với cái hàm lượng hà thủ ô đỏ quý vị ơi, lên đến là 50% luôn, thì nó sẽ còn có thêm những cái thành phần từ thiên nhiên mà cũng là những cái phương thuốc mà đã rất là được nhiều người tin dùng từ rất là lâu đời rồi, bao gồm có đậu đen nè, có đại táo nè, có ngư tất nữa quý vị. Và bên cạnh đó thì sẽ còn có thêm là mật ong rừng nữa. Và quý vị biết đó, thì đậu đen nó cung cấp rất là nhiều cái hàm lượng và chất sắt cho cơ thể của mình Nó giúp cải thiện cho làn da của mình thêm hồng hào hơn, khí huyết lưu thông tốt hơn, kết hợp cùng với đại táo, cùng với ngưu tất và cả mật ong rừng nữa, phòng chống lão hóa rất là mạnh mẽ quý vị nha. Và đó chính là lý do tại sao mà việc mà chúng ta nhìn thấy những cái viên hà thủ ô đỏ của thương hiệu Xuân Nguyên như vậy á, nó giúp cho mình đó là khi mà sử dụng đều đặn thường xuyên đó, vừa có công dụng là bổ thận nè, điều hòa khí huyết,
huyết nè. Mà khi cái máu huyết của mình nó lưu thông tốt hơn, nó tuần hoàn tốt hơn ở trong cơ thể của mình, thì một điều mà chúng ta nhận ra được ngay là gì ạ? Tinh thần của chúng ta nó cũng sẽ khác hơn, làn da của mình nó cũng sẽ sáng hơn và hồng hào hơn, và cái màu tóc của mình nó cũng sẽ giữ được cái màu đen sậm hơn, và nó mang đến cái diện mạo trẻ trung hơn cho tất cả mọi người luôn. Và với trọn bộ sản phẩm này thì quý vị thấy nó rất là dễ dàng sử dụng luôn. Chẳng hạn như là ở đây bây giờ Trinh cũng đã đổ sẵn ra một cái chiếc ly cho quý vị cùng nhìn thấy, là những cái viên hà thủ ô đỏ như thế này. Nó kết hợp từ hà thủ ô đỏ với hàm lượng 50% quý vị nha, cùng với đại táo nè, cùng với ngưu tất nè, đó, cùng với đậu đen và cả mật ong rừng nữa. Và nó có một cái mùi thơm rất là dễ chịu đó quý vị. Đó, quý vị thấy không, từng viên như vậy, khi mà chúng ta sử dụng đó, quý vị thấy rất là tiện lợi nha. Mình có thể mang theo mọi lúc mọi nơi luôn, không chỉ là ở nhà của mình, mà những khi chúng ta đang đi công tác xa nhà dài ngày nè, hoặc là mình cứ mang theo một hộp như vậy đó quý vị. Mình để sẵn luôn ở ngay trên bàn làm việc của mình, để nhắc nhở chúng ta là mỗi ngày mình sử dụng đều đặn, để mình nhận thấy được cái sự thay đổi về trong cơ thể của mình là từ bên trong, và dần dần nó sẽ thể hiện ra qua cái diện mạo của mình, qua cái làn da của mình nè, rồi qua cái màu tóc của mình nè, qua cái việc là chúng ta ăn ngon hơn, chúng ta ngủ ngon hơn, và cái việc mà máu huyết lưu thông tuần hoàn tốt hơn, thì đối với tất cả mọi người nó đều tốt cho tất cả mọi đối tượng nha quý vị. Như vậy là cô các bạn có thể yên tâm khi mà gia đình chúng ta có rất là nhiều những cái đối tượng khác nhau, ngay cả những người trẻ tuổi và đặc biệt là những người lớn tuổi, thì đều quan tâm đến những dòng sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, và đặc biệt là hà thủ ô đỏ quý vị nha. 50% trong mỗi một viên, và thành phần là 5:1 như thế này đây, với những cái thành phần khác nhau, và đây là những cái thành phần mà hầu như ở trong những cái bài thuốc đông y đều luôn có khi mà chúng ta đang muốn có một cái nhu cầu, đó là tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm đi quá trình lão hóa, phải lưu thông khí huyết, tuần hoàn máu tốt hơn chẳng hạn, hoặc là bổ thận, thì chúng ta sẽ chọn lựa những cái thành phần này. Trong đó hà thủ ô đỏ 50% sẽ giúp cho lưu thông khí huyết, làm đen râu tóc. Chúng ta có đậu đen, ngoài một loại thực phẩm ra thì đậu đen còn dùng trong đông y có tác dụng là bổ thận thủy và lợi tiểu, có đại táo để chứa nhiều loại vitamin bổ tỳ ích khí, và ngưu tất là tác dụng là bổ can thận, phá huyết, trị đau bụng, kinh nguyệt khó khăn, hoặc là mật ong rừng, đây là một cái loại bổ thuốc bổ quen thuộc của người Việt Nam rồi, thì mật ong rừng đã sử dụng rất là nhiều những dòng sản phẩm để mà mình có thể là ướp trong thức ăn chẳng hạn, và mật ong rừng Xuân Nguyên cũng là một trong những dòng sản phẩm đã bán rất chạy trên kênh mua sắm VTV Hình Đào Shopping. Thì hôm nay mật ong rừng cũng có trong thành phần những cái viên hà thủ ô 5:1 như thế này, và hôm nay quý vị các bạn mua 3 hũ được tặng thêm một hũ cùng loại, là tổng cộng 4 hũ quý vị nha. Mỗi một hũ là 250g. Vì sao chúng ta phải có một cái số lượng nhiều, một cái combo nhiều như vậy? Bởi vì đã nói là những cái thành phần từ thiên nhiên thì nó không phải là một ngày hai ngày, mà quý vị các bạn phải sử dụng một thời gian rất là lâu dài để chúng ta cảm nhận được cái phần râu tóc của mình nó sẽ chuyển màu hơn, là nó sẽ có một màu đen sậm hơn, óng mượt hơn, và quan sát kỹ hơn về gương mặt của mình mỗi sáng sáng thức dậy quý vị nha. Cái làn da của mình sẽ trở nên là có sinh khí nhiều hơn, hồng hào hơn, là bởi vì chúng ta giống như là một cách mà mình lọc máu lại những cái chất bẩn ở bên trong cơ thể của mình, khí huyết được lưu thông đều đặn thì từ đó có giấc ngủ ngon. Và ông bà ta có nói thì là ăn được ngủ được là tiên, cho nên chúng ta cảm thấy giấc ngủ cũng rất là quan trọng dành cho những đối tượng nào mà đang phải áp lực về công việc, áp lực về cuộc sống, suy nghĩ quá nhiều, chúng ta không có một giấc ngủ ngon và từ đó ảnh hưởng đến rất là nhiều cơ quan trong cơ thể, thì hãy sử dụng hà thủ ô mỗi ngày quý vị nha. Và dòng sản phẩm hôm nay một mức giá cực kỳ ưu đãi mà chúng tôi đang áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này trên kênh mua sắm VTV Huỳnh Đài Home Shopping. Chính xác thưa quý vị, tức là với mức giá chỉ là 649.000 đồng mà thôi, quý vị sẽ có ngay. Đúng đó rồi. Chính là combo đầu tiên của chúng ta là 3 hộp hà thủ ô đỏ Xuân Nguyên, mỗi hộp là 250g rồi. 3 hộp như vậy mà chúng ta được tặng thêm một hộp cùng loại, tức là mình có thêm một hộp nữa gia tăng về số lượng, nhưng mức giá không có thay đổi, vẫn chỉ là 649.000 đồng quý vị nhé. Như vậy thì cả 4 hộp như vậy là mình có 1kg hà thủ ô đỏ, phải không quý vị? Cho nên đó là quý vị thấy rằng đây là một cái mức giá nó rất là hấp dẫn, nhưng mà nó đảm bảo được dòng sản phẩm chất lượng và an toàn để chúng ta mua về và mình tự tin sử dụng ngay từ ngày hôm nay luôn. Ngay từ thời điểm này quý vị ạ, tổng đài quen thuộc của chúng tôi đã sẵn sàng để được tư vấn cụ thể hơn với tất cả quý vị luôn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi điện thoại đến nha, để chúng ta đặt hàng và chúng tôi giao hàng về tận nhà cho quý vị 63 tỉnh thành trên toàn quốc nữa. Lợi ích sức khỏe từ hà thủ ô đỏ, đen râu tóc, dịp chiết trong hà thủ ô làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, giúp tóc giữ được màu sậm đen lâu dài. Trong suốt quá trình quý vị và các bạn sử dụng viên hà thủ ô 5:1 của thương hiệu Xuân Nguyên, nhiều người sẽ cảm thấy là sau một thời gian dài mình có thể thấy lực tóc của chúng ta chuyển từ màu xám sang dần cái màu đen sậm hơn, da dẻ hồng hào hơn, bởi vì hà thủ ô thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của hồng cầu, hỗ trợ điều hòa khí huyết, từ đó giúp da chúng ta hồng hào và khỏe mạnh. Đối với phụ nữ, loại cây này giúp chữa thiếu máu, rối loạn
loạn kinh nguyệt, cải thiện một số triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh, cải thiện tuần hoàn não, tăng cường chức năng miễn dịch, và đây là dược liệu quý giá từ thiên nhiên. Cơ hội mua sắm hấp dẫn chỉ có trên VTV Hyundai. Sở hữu ngay giải pháp làm đen râu tóc, bổ thận và điều hòa khí huyết với combo 3 hộp viên hà thủ ô của thương hiệu Xuân Nguyên với mức giá chỉ 649.000 đồng. 3 hộp được nhận tặng thêm 1 hộp cùng loại, được nhận tặng thêm 2 chai mật ong hoa nhãn với mỗi chai là 70ml nữa. Số lượng nhiều, thời gian sử dụng lâu dài nên sử dụng đều đặn mỗi ngày để có được hiệu quả tốt nhất. Với dòng sản phẩm viên hà thủ ô 5 trong 1 của thương hiệu Xuân Nguyên, sự kết hợp hoàn hảo từ 5 loại nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, hà thủ ô đỏ là 50%, ngoài ra thì chúng ta còn có thêm là đậu đen, đại táo, ngưu tất và mật ong rừng, giúp cho cải thiện tình trạng râu tóc bạc sớm, giúp bổ thận, hỗ trợ điều hòa khí huyết, phù hợp cho nhiều đối tượng bên trong chính gia đình của mình. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và nếu như mà ngay từ bây giờ quý vị đang quan sát thấy là ở trong nhà của chúng ta có những người như là ông bà cha mẹ của mình hoặc là những người trẻ hơn bị râu tóc bạc sớm nè, khiến cho mình không có tự tin về ngoại hình, khiến cho mình phải tốn nhiều thời gian để nhuộm lại mái tóc và khiến cho mình phải nhổ tóc bạc thường xuyên và từ đó gây tổn thương cái phần nang tóc và chân tóc quý vị nha, hoặc là những người bị khí huyết không đều, cơ thể thường mệt mỏi kéo dài, thường đau đầu, thường mất ngủ, thường bị táo bón và da dễ bị sạm nám, không còn được hồng hào nữa, thì hãy nhanh chóng tư vấn cùng với chúng tôi, đặt hàng và sử dụng để nhận thấy sự thay đổi ngay từ bây giờ quý vị nha. Nhanh tay đặt hàng ngay combo 3 hộp viên hà thủ ô 5 trong 1 của thương hiệu Xuân Nguyên để từ đó cải thiện các tình trạng trên do tóc bạc sớm gây ra, đồng thời nhận thấy được sự thay đổi từ trong cơ thể của mình, và đừng quên có thêm quà tặng hấp dẫn nữa. Khi quý vị và các bạn đang gặp phải những tình trạng ví dụ như là mệt mỏi, mất ngủ hoặc là chúng ta cảm thấy đau đầu, táo bón và da dễ sạm nám dành cho những đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người lớn tuổi bên trong chính không gian sống gia đình của mình, hoặc là những người bị bạc tóc khiến cho không tự tin về ngoại hình. Với những cái làn da sạm nám, đặc biệt là chị em phụ nữ cũng cảm thấy mất tự tin về ngoại hình, và cả nhà chúng ta đang muốn tìm kiếm một dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để có thể cải thiện được những tình trạng trên. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho cô các bạn là viên hà thủ ô 5 trong 1 của thương hiệu Xuân Nguyên quý vị và các bạn nha, và từ đó chúng ta có thể sử dụng đều đặn mỗi ngày với những thành phần từ thiên nhiên như là hà thủ ô đỏ 50%, đậu đen nè, đại táo nè, ngưu tất và ngay cả mật ong rừng sẽ giúp cải thiện được tình trạng râu tóc bạc sớm, giúp bổ thận, hỗ trợ điều hòa khí huyết để từ đó chúng ta có thể yên tâm sử dụng đều đặn mỗi ngày, cải thiện được tình trạng râu tóc và cũng như cơ thể sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn, giấc ngủ sẽ ngon hơn, và từ đó những lợi ích cho sức khỏe từ hà thủ ô đỏ để giúp cho cô các bạn là chúng ta cảm thấy là đen râu tóc trở lại. Dịch chiết trong hà thủ ô sẽ làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, giúp tóc giữ được màu sậm đen một cách lâu dài, da dẻ sẽ trở nên hồng hào hơn. Từ đó hà thủ ô đỏ sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của hồng cầu, hỗ trợ điều hòa khí huyết, từ đó giúp da hồng hào và khỏe mạnh, hoặc là tăng cường hệ miễn dịch nữa quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng tôi đang áp dụng cho cô các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian phát sóng chương trình này, 649.000 đồng combo 3 hộp viên hà thủ ô Xuân Nguyên 5 trong 1, 250g mỗi hộp quý vị nha. Số lượng nhiều, thời gian sử dụng lâu dài, hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Với combo 3 hộp viên hà thủ ô của thương hiệu Xuân Nguyên với mức giá chỉ 649.000 đồng, 3 hộp được nhận tặng thêm 1 hộp cùng loại, được nhận tặng thêm 2 chai mật ong hoa nhãn với mỗi chai là 70ml nữa, nên sử dụng đều đặn mỗi ngày để có được hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành với kênh mua sắm VTV Hà Nam Shopping. Quý vị và các bạn thân mến, giấc ngủ là rất quan trọng dành cho nhiều đối tượng khác nhau, không những là những người lớn tuổi mà ngay cả những người trẻ cũng đã có tình trạng là mất ngủ, bởi vì chúng ta gặp quá nhiều những cái áp lực về công việc, về cuộc sống, chúng ta suy nghĩ quá nhiều và bị stress nặng thì chúng ta bị mất ngủ, và khi giấc ngủ không được đều đặn cũng như là chúng ta bị thiếu ngủ quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng lên nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể của mình. Điển hình như là Minh Trí cũng đã có một thời gian dài không có một cái giấc ngủ trọn vẹn và không hiểu lý do vì
sao khi mà chúng ta cũng đã và Trí cũng đã tìm nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có kết hợp cả phần Tây y và cả phần Đông y nữa quý vị nha. Với những cái phần khi mà chúng ta can thiệp từ Tây y, chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ ngay và luôn. Nhưng mà với cái sử dụng về thuốc Tây y thì cũng có những cái hạn chế, là chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào thuốc ngủ quá nhiều và từ đó sẽ không tốt cho hệ thần kinh. Và từ đó mình chỉ sẽ tìm ra một giải pháp khác, thử xem về Đông y như thế nào. Nhưng mà trước khi mình tìm đến Đông y thì vẫn nghe những cái lời khuyên từ bác sĩ Đông y là phải có một cái thời gian dài sử dụng đều đặn thì chúng ta mới cảm nhận được là cải thiện một cái giấc ngủ sinh lý một cách tự nhiên hơn. Và một trong những cái thành phần thuốc mà mình chỉ đã tìm hiểu đó chính là từ hạ thủ ô. Mình nghe mình rất là quen thuộc bởi vì cái tên gọi của cái vị thuốc này từ phía ông bà bố đúng mẹ rồi, của chúng ta vẫn nói là chị, khi mà mình bị tóc bạc sớm nè chúng ta hay nấu hạ thủ ô. Và hôm nay thì mình cũng đã bắt đầu tập làm quen sử dụng ngay những cái vị thuốc như hôm nay. Thì một trong những sản phẩm đó mà mình Trí cũng đã từng sử dụng đó chính là viên hà thủ ô 5 trong 1. Và mình cảm thấy rất là thích bởi vì sao? Ngoài hà thủ ô ra, ngoài đậu đen ra thì còn có những cái thành phần khác. Và thành phần 5 trong 1 đó chính là thêm có phần đại táo, nè ngưu tất và cả mật ong rừng. Cho nên là những cái thành phần từ thiên nhiên mình hoàn toàn yên tâm khi mình dung nạp bên trong cơ thể của mình. Và cảm thấy là giấc ngủ sau một tháng nó sẽ quay trở lại với mình một cách tự nhiên hơn. Và từ đó mình cảm thấy là mình ăn ngon miệng hơn, mình cảm thấy là phấn chấn về tinh thần hơn. Từ đó mình cảm thấy là đôi khi để giải quyết những cái giấc ngủ sinh lý một cách tự nhiên thì chúng ta cũng có thể áp dụng những cái bài thuốc dân gian tôi Trinh ha. Đúng rồi, là bởi vì ở trong hà thủ ô đỏ thì nó giúp lưu thông khí huyết đó anh Trí. Nó làm cho cái việc là mình lưu thông khí huyết tốt hơn, từ đó mình thấy là cái sắc diện của mình nó cũng tươi tắn hơn. Bên cạnh đó nó còn làm đen cái phần tóc của mình đi và nó chuyển từ cái màu xám bạc sang cái màu nâu sậm hơn quý vị nha, và cả màu đen như vậy nữa. Chưa kể những thành phần khác từ thiên nhiên. Và anh Trí làm Trinh nhớ đến một cái câu rất là quen thuộc mà đã từng nghe rất là nhiều người nói là muốn cho đen tóc đỏ, muốn cho xanh tóc đỏ da thì rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô, đúng không ạ? Không phải tự nhiên mà từ trong dân gian từ ngàn xưa rồi mới có cái câu thơ như vậy đâu ạ. Mà thực tế đã chứng minh được điều này quý vị nhé. Ngoài hà thủ ô đỏ với hàm lượng đến 50% ra, còn có thêm đậu đen nữa nè. Đậu đen thì còn có công dụng đó chính là gì ạ? Giúp cho chúng ta là cung cấp được cái lượng sắt từ thiên nhiên vào trong cơ thể của mình. Từ đó thì nó còn giúp cho phòng chống oxy hóa rất là mạnh mẽ nữa. Kết hợp cùng với thành phần là từ đại táo giúp cho mình là an thần ngủ ngon hơn nè. Rồi thành phần từ ngưu tất và cả là mật ong rừng là một cái loại thuốc bổ rất là quen thuộc trong dân gian đối với người Việt Nam của mình rồi. Và đây là những cái phương pháp mà chúng ta có thể là làm sao quý vị, mình yên tâm mình sử dụng luôn và mình sử dụng đều đặn mỗi ngày để mình thấy được cái sự thay đổi là từ trong bên trong cơ thể của mình. Và với trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay quý vị thấy là mình sẽ có tính là 3 hộp như thế này, là ở bên trong nó có 250g cho một hộp những viên hà thủ ô đỏ và còn thêm 4 cái thành phần khác nữa của thương hiệu Xuân Nguyên quý vị nha. Và khi mà chúng ta sử dụng thì nó cũng rất là đơn giản thôi và nó lại cũng còn tiện lợi cho quý vị, không mất nhiều thời gian mình nấu, mình sắc, mình canh thuốc rồi mình phải vất vả. Bây giờ thì nó tiện lợi như thế này đây, mình có thể sử dụng khi mình ở nhà nè, tại văn phòng làm việc của mình nè, hoặc là những khi mà chúng ta đang đi công tác xa mình vẫn có thể mang theo được quý vị nha. Và đây cũng là một cái món quà về sức khỏe mà Trinh nghĩ rất là thiết thực luôn, mà chúng ta có thể tự tin dành tặng đến cho những cái đối tượng đặc biệt mà lúc nào mình cũng quan tâm và yêu thương, đó chính là ông bà cha mẹ của chúng ta, những người mà đã lớn tuổi rồi, cái hệ thống miễn dịch nó cũng đã bị suy giảm theo thời gian và cái phần tóc của mình cũng đã bạc đi nhiều rồi, khiến cho mình không có cảm thấy tự tin trong cuộc sống của mình nữa quý vị nha. Chưa kể là những chị em phụ nữ mà lo lắng về cái sắc diện làn da của mình không còn được hồng hào, hay là mình gặp phải những cái vấn đề, những cái triệu chứng của cái giai đoạn tiền mãn kinh đó quý vị, nó rất là phổ biến luôn, thì những cái thành phần từ ở bên trong hà thủ ô đỏ nè giúp điều hòa khí huyết tốt hơn nè, rồi kết hợp cùng với lại ngưu tất có tác dụng bổ thận nè, và bên cạnh đó là còn giúp điều trị kinh nguyệt khó khăn chẳng hạn, thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta nó điều hòa ổn định hơn quý vị nha. Sử dụng đều đặn mỗi ngày để mình nhìn thấy được cái sự thay đổi dần dần từng ngày đó quý vị. Mà thương hiệu Xuân Nguyên thì cũng đã rất là quen thuộc với người tiêu dùng rồi. Và đối với những khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping thì quý vị đã từng sử dụng qua mật ong rừng của thương hiệu Xuân Nguyên, thì ngày hôm nay chúng tôi tự tin chia sẻ với quý vị thêm một dòng sản phẩm nữa, đó chính là những viên hà thủ ô đỏ đến từ thương hiệu Xuân Nguyên quý vị ạ. Và một lần nữa thì cả nhà của chúng ta đối với những cái đối tượng khác nhau, từ người lớn tuổi đến người trẻ tuổi, chúng ta sẽ có ngay chọn một combo ngày hôm nay, đó là ba hũ quý vị nha, mỗi hũ là 250g đó. Mua 3 tặng 1, thêm một hũ cùng loại nữa là tổng cộng là chúng ta sẽ có 4 hũ để mà chúng ta sẽ có một cái thời gian lâu dài mình sử dụng
dụng với dòng sản phẩm viên hà thủ ô 5-1 như thế này đến từ thương hiệu Xuân Nguyên. Và đặc biệt hơn là trong suốt quá trình sử dụng thì quý vị và các bạn có thể cảm nhận được cái sự thay đổi từ chính bên trong cơ thể của mình và biểu hiện ra ở bên ngoài, chính là từ làn da đến mái tóc quý vị nha. Tóc sẽ đen mượt hơn một cách tự nhiên, làn da sẽ trở nên hồng hào hơn, giấc ngủ sẽ cảm thấy ngon hơn. Đó là chính là cái tác dụng mà hà thủ ô đỏ đang mang lại cùng với 4 thành phần còn lại bên trong mỗi một hũ như thế này. Với những cái hũ thủy tinh nhỏ nhỏ như thế này, chúng ta có 4 hũ lận, mình để ở nhà 2 hũ, mình mang đi bên trong cơ quan làm việc mình một lọ nè. Còn mình để một hũ ở trong cái túi sách của mình để mình đi công tác chẳng hạn, rất là tiện lợi quý vị và các bạn nha. Và mức giá chỉ là 649.000 đồng mà thôi quý vị và các bạn. Đã có ngay những cái viên hà thủ ô như thế này rồi để mình có thể sử dụng lâu dài hơn cho nhiều đối tượng khác nhau ở bên trong chính gia đình của mình bằng những cách đặt hàng rất là quen thuộc quý vị nha. Đúng rồi quý vị ơi, ngay từ bây giờ với mức giá chỉ là 649.000 đồng với sự kết hợp từ Xuân Nguyên và VTV Hyundai Home Shopping, nhanh chóng đặt hàng để chúng tôi tự tin giao về tận nhà cho quý vị nha, và tất nhiên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Lợi ích sức khỏe từ hà thủ ô đỏ, đen râu tóc, dịch chiết trong hà thủ ô làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, giúp tóc giữ được màu sậm đen lâu dài. Nhiều người khi dùng một thời gian dài có thể thấy tóc từ màu xám chuyển dần sang màu sậm hơn. Da hồng hào, hà thủ ô thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của hồng cầu, hỗ trợ điều hòa khí huyết, từ đó giúp da chúng ta hồng hào và khỏe mạnh hơn. Đối với phụ nữ, loại cây này giúp chữa thiếu máu, rối loạn kinh nguyệt, cải thiện một số triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh, cải thiện tuần hoàn não, tăng cường hệ khả năng miễn dịch. Đây là một loại dược liệu quý giá từ thiên nhiên. Với combo 3 hộp viên hà thủ ô của thương hiệu Xuân Nguyên với mức giá chỉ 649.000 đồng, 3 hộp được nhận tặng thêm 1 hộp cùng loại, được nhận tặng thêm 2 chai mật ong hoa nhãn với mỗi chai là 70ml nữa. Số lượng nhiều, thời gian sử dụng lâu dài nên sử dụng đều đặn mỗi ngày để có được hiệu quả tốt nhất. Sự kết hợp hoàn hảo từ 5 loại nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, hà thủ ô đỏ lên đến 50%, đậu đen, đại táo, ngưu tất, mật ong rừng là 4 loại dược liệu quý giá từ thiên nhiên còn lại, giúp cải thiện tình trạng râu tóc bạc sớm, giúp bổ thận, hỗ trợ điều hòa khí huyết. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và đặc biệt phù hợp sử dụng với các đối tượng là những người bị bạc râu tóc, khiến cho mình không tự tin về ngoại hình, tốn thời gian nhuộm tóc, nhổ tóc bạc thường xuyên gây tổn thương nang tóc nữa, hay những người bị khí huyết không đều, cơ thể sẽ thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, táo bón, da dẻ sạm nám quý vị ạ. Đặt hàng ngay bây giờ với combo 3 hộp viên hà thủ ô 5-1 Xuân Nguyên để cải thiện các tình trạng trên ngay từ chính bên trong cơ thể của mình quý vị nha. Khi quý vị và các bạn đang gặp phải những tình trạng ví dụ như là mệt mỏi, mất ngủ, hoặc là chúng ta cảm thấy đau đầu, táo bón và da dễ sạm nám dành cho những đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người lớn tuổi bên trong chính không gian sống gia đình của mình, hoặc là những người bị bạc tóc khiến cho không tự tin về ngoại hình. Với những cái làn da sạm nám, đặc biệt là chị em phụ nữ cũng cảm thấy mất tự tin về ngoại hình, và cả nhà chúng ta đang muốn tìm kiếm một dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để có thể cải thiện được những tình trạng trên. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn là viên hà thủ ô 5-1 của thương hiệu Xuân Nguyên quý vị và các bạn nha. Và từ đó chúng ta có thể sử dụng đều đặn mỗi ngày với những thành phần từ thiên nhiên như là hà thủ ô đỏ 50%, đậu đen nè, đại táo nè, ngưu tất và ngay cả mật ong rừng sẽ giúp cải thiện được tình trạng râu tóc bạc sớm, giúp bổ thận, hỗ trợ điều hòa khí huyết, để từ đó chúng ta có thể yên tâm sử dụng đều đặn mỗi ngày, cải thiện được tình trạng râu tóc và cũng như cơ thể sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn, giấc ngủ sẽ ngon hơn, và từ đó những lợi ích cho sức khỏe từ hà thủ ô đỏ để giúp cho cô các bạn là chúng ta cảm thấy là đen râu tóc trở lại, dịch chiết trong hà thủ ô sẽ làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, giúp tóc giữ được màu sậm đen một cách lâu dài, da dẻ sẽ trở nên hồng hào hơn. Từ đó hà thủ ô đỏ sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của hồng cầu, hỗ trợ điều hòa khí huyết, từ đó giúp da hồng hào và khỏe mạnh, hoặc là tăng cường hệ miễn dịch nữa quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng tôi đang áp dụng cho cô các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian phát sóng chương trình này, 649.000 đồng combo 3 hộp viên hà thủ ô Xuân Nguyên 5-1, 250g mỗi hộp quý vị nha. Số lượng nhiều, thời gian sử dụng lâu dài, hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn, và giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành trong cả nước.